Sáng nay toàn Nam Bộ trời mát mẻ, một số nơi ven biển Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu có mưa, nhiệt độ hiện tại khoảng 24 đến 26 độ. Trong 1 đến 2 tiếng tới, toàn miền hầu hết có nắng nhẹ. Thành phố Biên Hòa, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh là ba nơi có nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ, 33 độ khá nóng. Các nơi khác như thành phố Vũng Tàu, Cần Thơ, Châu Đốc, Sóc Trăng, Cà Mau dễ chịu hơn, từ 31 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh thời điểm mưa nhiều sẽ là từ 16 đến 19 giờ, có lúc mưa rào nặng hạt. Còn từ sáng đến đầu giờ chiều, trời vẫn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 33 độ.